Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga và Ukraine sớm ngày 15 tháng 9, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua, khi mà quân đội Ukraine cũng đã có những bước đi đầu tiên sau khi phải chịu các đòn phản kích nặng nề của Nga tại mặt trận Kursk. Ukraine điều động lực lượng tấn công ở Kursk nhằm làm chậm bước tiến của Nga. Theo kênh Ryba, trong khi lực lượng Moskva phản công trên hướng Kursk đang tiến về Lyubimovka, thì các đội hình Ukraine đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công vào sườn phải của lực lượng phòng thủ của quân đội Nga. Tại quận Gluskovo, quân đội Ukraine đã vượt qua biên giới và chiếm giữ một số tòa nhà phía nam của khu định cư Tetkino. Cũng nhiều khả năng, các vị trí này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine trong một thời gian dài, nhưng chỉ có thể xác định được tuyến đầu thực tế trong khu vực sau khi mà công bố cảnh quay từ mục tiêu kiểm soát. Về phía đông, lợi dụng việc quân đội Nga chuyển hướng một phần đáng kể lực lượng sang hoạt động phản công trên tuyến Snagos-Viktorovka, Ukraine đã bất ngờ tấn công các vị trí của Nga ở phía nam Gluskovo. Họ được cho là hoàn tất đẩy quân đội Nga ra khỏi làng Novy Put và đang tiến về làng Veseloye nằm ở phía bắc. Theo thông tin thực địa, Ukraine đang sử dụng thiết bị công binh để tạo ra các lối đi qua bãi mìn ở các hướng tiếp cận phía nam của ngôi làng. Các đơn vị của Nga với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng cũng đang nỗ lực ngăn chặn đối phương tiếp cận đường cao tốc 38N052 dẫn đến Gluskovo. Kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine có khả năng là nhanh chóng tiến vào làng để cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân đội Nga ở Gluskovo. Tuy nhiên, các nhóm tiên phong Ukraine đã vướng vào cuộc giao tranh ác liệt trên các tuyến đường tiếp cận với Vesoloy, làm mất đi yếu tố bất ngờ và tạo thời gian cho quân đội Nga triển khai lại lực lượng dự bị. Đã xuất hiện cảnh quay về một đoàn thiết bị quân đội Ukraine bị phá hủy ở quận Konenevo, được quay lại ở phía tây bắc của Apanasovka mà Nga mới giành lại. Con đường đi qua đây thì đã trở thành nghĩa địa cho xe bọc thép và xe bọc thép chở quân Ukraine, bị các đơn vị điều khiển UAV của Nga đốt cháy trước và trong cuộc phản công của họ tại quận Gluskovo. Ở phía tây bắc Novoy Vanovka, các đơn vị của Nga đã phá hủy một xe tăng T-72 của quân đội Ukraine sử dụng UAV Lancet và Forpost. Chiếc xe này thì bị phát hiện khi mà dừng lại ở một trong những vành đai rừng và việc quan sát liên tục đã được thực hiện trước khi mà nó bị tiêu diệt. Tại quận Sudza, có vẻ như quyền kiểm soát Cherkasskoye Porochnoye đã hoàn toàn rơi vào tay của Ukraine. Sự hiện diện của quân đội Ukraine ở ngoại ô phía bắc của ngôi làng, trước đây nằm trong vùng xám, đã được xác nhận bằng đoạn phim được công bố về hoạt động chiến đấu của pháo binh người Nga. Có lẽ lực lượng Moscow đã lựa chọn chốt giữ các vị trí phòng thủ có lợi hơn ở phía đông bắc trong khu vực của Berdin. Tại vùng Sumy, không quân của Nga thì đã tấn công vào các cơ sở quân sự của đối phương ở Yampin. Trong ngày 13 tháng 9, Moscow đã tấn công các mục tiêu đối phương ở Odessa và tấn công một kho dầu bằng UAV ở Halik, vùng Inavo-Frankiv. Kiev thì đã phóng UAV về phía các vùng như Bryansk, Oryol, Kaluga và Slomelensk. Tất cả các mục tiêu đều bị phòng không Nga bắn hạ. Về hướng Pokrov, có những trận chiến ở vùng ngoại ô phía đông của Sledidonovo, cũng như khu vực Ukraine về phía nam và Novorodivka về phía bắc. Tại Donetsk, sau cuộc tấn công thần tốc bằng bộ binh cơ giới và đạt được kết quả đột phá, lực lượng Moscow đang củng cố trên các tuyến đã đạt được trước đó ở khu vực Ostrie. Trên hướng nam của Donetsk, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc không kích lớn vào các vị trí của quân đội Ukraine ở phía tây Vodiana. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở Kursk. Ukrainska Pravda đã đưa tin, báo cáo tối ngày 13 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cho biết đã có 115 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ qua. Quân đội Nga thì đang hoạt động ở các hướng Kurakhov, Liman và Pokrov. Tại khu vực Kursk, lực lượng phòng vệ tiếp tục tiến hành hoạt động. Báo cáo có đoạn, hôm nay đối phương tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ của Ukraine. 63 cuộc không kích, bao gồm 73 bom FAB và sử dụng tới 567 UAV. Họ đã thực hiện hơn 2.900 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã khẳng định rằng lực lượng của họ đã vô hiệu hóa được các đợt xung phong của người Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severk, Kramatorsk, Torez, Veremovsky và Dnieper. Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động của họ ở khu vực Kursk. Đối phương thì đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi theo hướng Pokrov 19 lần, nhưng hầu hết đều không thành công. Tình hình khó khăn ở hướng Kurakhov
nơi mà Nga đã tấn công các vị trí của chúng tôi 35 lần gần với Ukraine, Zelena, Pekvi, Georgievka, Kostiantinovka và Katerinovka, báo cáo có viết. Tại chiến tuyến ở phía đông, mặt trận Kurakhov phía nam Pokrov bùng nổ toàn diện khi mà quân đội Nga đột phá rất nhanh. Kênh Military Summary đã đưa tin lực lượng Kiev đã bất ngờ thực hiện các hành động tấn công tiếp theo ở biên giới của Nga và Ukraine theo hướng Gluskova. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine xâm nhập thành công vào lãnh thổ của Nga và mũi xung kích tiên phong của họ đã phát triển được khoảng gần 3 km áp sát thị trấn Veselo. Theo hướng Kupiansk, quân đội Nga RFAF bằng các cuộc đột phá mãnh liệt và tiến đến ngôi làng Petropavlivka nằm ngay trước thành phố. Họ thì vẫn đang tấn công rất tích cực và tiếp tục ném bom lượn xuống khu vực này. Tại New York thuộc vùng Donetsk, có thông tin thì đã cho rằng lực lượng Moscow đã hoàn toàn chiếm lại được các vị trí đã mất. Trong khi ở Torez, bộ binh Nga cũng có thể tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố. Mặt trận Kurakhov hiện cũng đã được Nga kích hoạt hoàn toàn và có bước đột phá lớn khi mà Nga tiến được 8 km trong một cuộc tấn công cơ giới và chiếm được làng Hostor ngay phía trước của Kurakhov. Cuộc tấn công này cũng đã khiến các vị trí ở Maximilianivka gặp nguy hiểm do có nguy cơ bị bao vây một phần. Ukraine mất hàng loạt vị trí ở Bắc Chasovia. Kênh Ryadovka đã cho biết lực lượng Moscow đang tấn công thuộc sườn Chasovia và xâm nhập vào trung tâm thành phố. Cụ thể hơn, trong thời gian qua, quân đội Nga đã ở Chasovia và tiến về phía bắc tiểu quận Ostiavsky. Các binh sĩ của họ thì đi dọc theo các tuyến đường Sevastochovnaya và Sevastnaya đến Rodnikovaya. Việc tiến xa hơn và bị cản trở bởi các tòa nhà trường học số 17, nơi mà Ukraine biến thành công sự. Ở phía bắc thành phố, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn được Grigorovka và quân đội Nga cũng đã kiểm soát gần như toàn bộ được Kalinovka. Tuy nhiên, họ vẫn còn khoảng 600 mét nữa cho đến khi mà chiếm giữ hoàn toàn khu định cư. Sau khi mà chiếm được ngôi làng này, lực lượng Moscow có thể bắt đầu cuộc tấn công vào trại trẻ em bị bỏ hoang là Zudba và tòa nhà lâm nghiệp gần đó từ nhiều phía. Đồng thời, việc chiếm được cứ điểm này sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh bắc của các đơn vị Nga trong thành phố. Tổng thống Zelensky ưu tiên là vũ khí ở hướng Pokrov và Kurakhovsky. Ukrainska Pravda đã đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết ông đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Sirsky. Họ đã thảo luận về việc cung cấp binh sĩ và vũ khí trang bị ở hướng Pokrov, Kurakhov và Torez. Ông nói vừa có báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky cũng đã báo cáo và ưu tiên hàng đầu là vũ khí cho binh lính của chúng ta ở các hướng Pokrov, Kurakhov, Torez, ở tất cả các hướng Donetsk và dọc theo toàn bộ mặt trận. Đây vừa là vấn đề cung cấp, vừa là vấn đề sản xuất, cả ở Ukraine và phối hợp với các đối tác. Nhiệm vụ là củng cố các vị trí của chúng ta càng nhiều càng tốt và gây áp lực tối đa lên Nga. Cuộc chiến thì chỉ có thể kết thúc một cách công bằng ở các vị trí vững chắc và chúng ta đang làm mọi thứ vì điều này, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Binh sĩ Nga tìm thấy bản đồ căn cứ quân sự Mỹ trong xe chiến đấu bị bắt giữ ở Ukraine. Nga vào ngày 14 tháng 9 đã cho biết bất ngờ tìm thấy một bản đồ căn cứ quân sự của Mỹ trong xe chiến đấu bộ binh Bradley mà họ đã bắt giữ được trên chiến trường Ukraine. Khi lục soát bên trong chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley này, binh lính Nga đã tìm thấy bản đồ căn cứ nghiên cứu quân sự Fort Irwin của Mỹ. Cơ sở này thì nằm ở sa mạc Mojave thuộc California. Tài liệu bản đồ này thì đã chỉ ra các tuyến đường di chuyển của xe bọc thép của Mỹ, nơi trú ẩn, bãi đáp và các chi tiết khác. Thông thường tại cơ sở này, binh sĩ sẽ được huấn luyện để hành động chống lại kẻ thù tiềm tàng trong điều kiện gần với chiến đấu trên thực địa. Và trước đây, các hoạt động quân sự đã được thực hành ở đây, rồi sau đó được tiến hành trên thực địa ở Iraq và Afghanistan. Bây giờ, xét theo bản đồ, quân đội Mỹ đang huấn luyện trong các điều kiện mô phỏng khu vực của một hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Ngoài ra, theo nguồn tin, gần đây ban quản lý trung tâm Fort Irwin cũng đã tuyên bố tuyển dụng những người nói tiếng Nga và có kỹ năng nhập vai. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine một số lượng lớn xe bọc thép Bradley. Chúng được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ gần giống như xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 và cả BMP-3 của Nga. Trong cuộc tấn công năm ngoái ở khu vực Zaporizhia, quân đội Ukraine đã sử dụng xe Bradley của Mỹ với số lượng lớn. Nhưng tuy nhiên, chiến dịch tham vọng của Kiev đã thất bại. Quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương và phá hủy thành công nhiều xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất,
cũng như các thiết bị khác của phương Tây. Tổng thống Zelensky, phương Tây không dám giúp Ukraine bắn hạ tên lửa Nga. Ông Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng với phương Tây vì cho rằng họ cảm thấy e ngại liên quan tới việc giúp Kiev bắn rơi tên lửa của Nga trên không phận Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 9 cho rằng phương Tây quá lo sợ đến mức không dám thảo luận về việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào Ukraine, mặc dù phương Tây từng giúp Israel làm như vậy. Đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ồ ạt của Nga, Kiev thì muốn các đồng minh phương Tây giúp bắn hạ các loại vũ khí này từ lãnh thổ của họ. Nếu các đồng minh cùng nhau bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái tại các địa điểm ở Trung Đông, tại sao họ vẫn chưa có quyết định tương tự nào về việc cùng nhau bắn hạ tên lửa của Nga và UAV Shahed của Iran trên bầu trời Ukraine? Ông Zelensky đã phát biểu tại một hội nghị ở Kiev, đồng thời nói thêm rằng họ thậm chí còn sợ nói rằng chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Và điều này không được thực hiện ngay cả khi một tên lửa và máy bay không người lái của Nga đang bay theo hướng tới lãnh thổ của các nước láng giềng Ukraine. Ông cho biết và gọi đó là sự xấu hổ đối với thế giới dân chủ. Phương Tây thì lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn và bắn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine có thể bị Moscow xem là hành vi gây leo thang căng thẳng. Ukraine thì cũng đang gia tăng áp lực lên các nước phương Tây để cho phép họ sử dụng vũ khí tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, ông Zelensky lập luận rằng việc thực hiện tất cả các điểm trong kế hoạch chiến thắng của ông hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Có ít điểm trong kế hoạch và mỗi điểm sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông Biden, nhà lãnh đạo Zelensky nói với giới truyền thông tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev. Tổng thống Zelensky thì cho biết sẽ gặp ông Biden vào cuối tháng này để trình bày kế hoạch. Theo ông, có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Và trước đó, Tổng thống Zelensky đã vạch ra được kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Bước đầu tiên bao gồm chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào Nga. Bước thứ hai là tăng cường vai trò an ninh toàn cầu của Ukraine, hay nói cách khác là nâng cao vị thế chiến lược của Ukraine trong hệ thống an ninh toàn cầu. Thứ ba là nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Và thứ tư là khía cạnh về kinh tế. Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình bao gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, Nga có các lời đề nghị này là phi thực tế. Moscow thì tuyên bố chỉ ngồi vào đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Mỹ, Anh tuyên bố sự ủng hộ không lay chuyển đối với Ukraine. Ukrainska Pravda đã đưa tin, ngày 14 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của họ đối với Ukraine khi mà nước này tiếp tục tự vệ trước sự gây hấn của Nga. Hai nhà lãnh đạo Biden và Starmer cũng tái khẳng định cam kết không lay chuyển của họ đối với an ninh của Israel và nhấn mạnh rằng nhu cầu cấp thiết về một thỏa thuận ngừng bắn cho phép thả con tin và tăng viện trợ ở Gaza. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng Israel cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường và giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Họ cũng lên án các cuộc tấn công ở Houthi do Iran hậu thuẫn vào tàu thương mại ở Biển Đỏ. Mỹ lên tiếng sau cảnh báo đanh thép của Tổng thống Putin về vũ khí tầm xa. Mỹ không có kế hoạch thay đổi chính sách liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga. Không có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về việc cung cấp khả năng tấn công tầm xa để Ukraine tiến hành vào lãnh thổ của Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã tuyên bố vào hôm 13 tháng 9. Tôi không mong đợi bất kỳ thông báo quan trọng nào về vấn đề đó, ông Kirby nói, ngụ ý đến quyết định có thể sẽ được công bố sau các cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Starmer tại Washington. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề toàn cầu mà cả hai bên cùng quan tâm, bao gồm việc tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine trong việc phòng thủ chống lại Nga. Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine hay không, Tổng thống Biden đã cho biết, chúng tôi đang xem xét vấn đề này ngay bây giờ. Theo một số nguồn tin phương Tây, hạn chế có thể được dỡ bỏ ngay trong tuần này, sau khi mà chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy. Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả thích đáng nếu như Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với Ukraine bằng cách cho phép Kiev sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga.
Ông Kirby cho biết rằng Mỹ coi những lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin là nghiêm túc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy những tuyên bố như vậy. Ông ấy đã chứng minh khả năng hành động quyết liệt, ông Kirby nhấn mạnh. Ông Putin bắt đầu vung thanh kiếm hạt nhân. Chúng tôi quan tâm đến điều đó và chúng tôi liên tục theo dõi các hoạt động đó. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm. Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây sẽ phải đối đầu trực tiếp với Nga nếu cho phép Ukraine thực hiện những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga. Nếu phương Tây quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công Nga, điều đó đồng nghĩa các quốc gia NATO như Mỹ và các nước châu Âu tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Và dĩ nhiên, điều này làm thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột, ông nhấn mạnh. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 9, đặc phái viên Nga Vasily Nebenzia đã nhấn mạnh các nước NATO sẽ bị coi là khởi động chiến tranh mở với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Nếu quyết định như vậy được đưa ra, điều đó có nghĩa là các nước NATO đang bắt đầu một cuộc chiến tranh mở chống lại Nga. Khi đó, rõ ràng chúng tôi sẽ buộc phải đưa ra những quyết định thích hợp và phương Tây sẽ phải gánh hậu quả, ông nói. Một số nguồn tin cho rằng Anh có thể thay đổi lập trường của mình liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow cho các cuộc tấn công tầm xa. Các quốc gia khác như Thụy Điển, Phần Lan và Canada cũng lên tiếng trong những ngày gần đây rằng họ hoàn toàn ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào Nga. Cách Nga có thể đáp trả nếu như phương Tây cởi trói vũ khí cho Ukraine. Ngoài phương án thử hạt nhân, Nga có thể tính đến các biện pháp tấn công quân sự, đáp trả ngoại giao nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tập kích lãnh thổ Nga. Khi căng thẳng Đông Tây về Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, giới chức Mỹ và Anh sẽ hội đàm về việc có nên cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATAP-MS tầm xa của Mỹ hoặc tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 9 đã cảnh báo phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Moscow nếu bật đèn xanh cho Kiev dùng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Nếu phương Tây quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga, điều đó đồng nghĩa các quốc gia NATO như Mỹ và các nước châu Âu tham gia vào trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Dĩ nhiên, điều này làm thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Chủ nhân của Điện Kremlin nhấn mạnh, Tổng thống Putin đã cảnh báo khi đó Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, nhưng tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu đó có là những biện pháp đáp trả nào. Hồi tháng 6, ông đã từng nói về phương án trang bị vũ khí cho đối thủ của phương Tây để tấn công các mục tiêu phương Tây ở nước ngoài và triển khai tên lửa thông thường trong khoảng cách tấn công Mỹ và các nước đồng minh châu Âu. Ulrich Kuhn, một chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg, cho biết rằng ông không loại trừ khả năng Moscow sẽ gửi đi một loạt thông điệp hạt nhân nào đó, như thử hạt nhân nhằm răn đe phương Tây. Đây sẽ là sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột, ông Kuhn nói. Nga đã không tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân nào kể từ năm 1990. Gerhard Mangold, một chuyên gia an ninh tại Đại học Innsbruck của Áo, cũng đã cho rằng Nga sẽ gửi đi thông điệp hạt nhân, song kịch bản này khó xảy ra hơn. Nga có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân. Họ đã thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết. Họ có khả năng cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đâu đó phía đông đất nước chỉ để chứng minh rằng họ hoàn toàn có khả năng dùng đến phương án hạt nhân nếu như cần. Ông cho biết thêm. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cảnh báo NATO sẽ là một bên trực tiếp tham gia các hành động thù địch chống lại một cường quốc hạt nhân nếu tổ chức này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa nhắm vào Nga. Các vị đừng quên điều này và hãy nghĩ đến hậu quả của nó, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Sergei Markov, cựu cố vấn của Điện Kremlin cũng đã cho biết Nga đã quyết định phá vỡ chiến lược leo thang dần dần, đề cập đến việc phương Tây mở rộng dần hình thức hỗ trợ Ukraine để tránh phản ứng mạnh của Moscow. Bước mà phương Tây hiện đang lên kế hoạch tiếp theo, đó là một bước nhỏ, nhưng nó vượt qua ranh giới đỏ mà chúng ta sẽ thực sự sẽ buộc phải đáp trả, ông Markov nói. Ông Kuhn thì nhận định, ngoài việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc tấn công vào các hạ tầng, tài sản quân sự của Mỹ, Anh ở nước ngoài, ví dụ Nga sẽ tấn công các máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Anh ở gần Nga, như trên Biển Đen, hay là bắn tên lửa vào các máy bay chiến đấu F-16, mang tên lửa Storm Shadow tại các căn cứ của họ ở Romania và Ba Lan. Chuyên gia Gerhard Mangold cũng đã dự đoán Ukraine sẽ phải gánh các đòn đáp trả quân sự của Nga nếu phương Tây cởi trói cho vũ khí tầm xa ở Ukraine. Nhưng tuy nhiên, ông cho rằng Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO. Ngoài ra, một phương án mà Nga có thể tính đến là đáp trả ngoại giao như đóng cửa đại sứ quán phương Tây tại Nga và ngược lại. Tình báo châu Âu nói rằng Nga sản xuất UAV cảm tử với động cơ Trung Quốc. Hôm 13 tháng 9, Reuters cũng đã dẫn hai nguồn tin tình báo châu Âu cho biết rằng
Nga đã bắt đầu sản xuất loại UAV cảm tử tầm xa trên từ năm ngoái. Trong tài liệu tình báo khai thác được, bao gồm hợp đồng sản xuất, quy trình sản xuất và các thông tin tài chính, có thể thấy rằng IMZ Kubon, một công ty con của nhà sản xuất vũ khí Nga là Almaz Anti, đã sản xuất được hơn 2.500 chiếc Gapija từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Hai nguồn tin tình báo cho biết Gapija có nghĩa là Happy trong tiếng Nga, đã được triển khai chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như số thương vong. Samuel Bendet, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh New America, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC, đã nói với Reuters rằng Gapija, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu sự chuyển dịch của Nga khỏi các thiết kế máy bay không người lái tầm xa của Iran. Nếu thông tin đó là đúng, có thể hiểu rằng Nga hiện dựa vào nhiều hơn sản xuất nội địa cũng như là Trung Quốc. Cả hai bên trong cuộc xung đột đều phụ thuộc vào nhiều thành phần của Trung Quốc để sản xuất ra UAV, ông nhận định. Iran cũng đã cung cấp hơn 1.000 UAV cảm tử Shahed cho Nga kể từ khi mà bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết vào tháng 5 năm ngoái, chúng được sử dụng để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine cũng như tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc gửi UAV đến Nga để sử dụng ở Ukraine. Gapija cũng rất giống với Shahed nhưng có một số đặc điểm nổi bật, bao gồm cánh đuôi lắp bu lông và động cơ Limbach L550E. Cơ quan tình báo châu Âu thông tin cho Reuters, động cơ này ban đầu được một công ty của Đức thiết kế và sản xuất, hiện đã được một công ty có tên là Siemens Limbach sản xuất tại Trung Quốc. Các nguồn tin tình báo còn cho biết rằng một nhà máy xi măng cũ nằm ở Izhev, Cộng hòa Udmurt, miền Tây nước Nga, được Kupol mua lại vào năm 2020, đang được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái. Bendet cho biết rằng 2.500 UAV mỗi năm sẽ chiếm một phần đáng kể trong sản lượng của Nga. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sirsky cho biết vào tháng trước rằng Nga đã bắn gần 14.000 UAV kể từ tháng 2 năm 2022, bao gồm nhiều Shahed của Iran cũng như UAV Jaran-2 và Lancet do Nga sản xuất. Gapija có trọng lượng cất cánh dưới 300 kg và tầm bay tối đa là 1.500 km. Theo hợp đồng sản xuất giữa Kupol và Bộ Quốc phòng Nga, nó khá giống với UAV Shahed 136 của Iran. Tờ Washington Post đã đưa tin vào tháng 8 rằng Nga đặt mục tiêu tăng sản lượng phiên bản Shahed 136 trong nước, được gọi là Jaran-2, tại một nhà máy ở khu kinh tế đặc biệt Alabuga, Tatarstan. Vào tháng 4, Ukraine cũng cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Alabuga. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.